sách Việt Rách, tủ sách bài tập cuối tuần, sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5, tuyển tập đề thi giữa cuối học kỳ 1, học kỳ 2. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Tiếp theo chúng mình sẽ cùng đi đến phần đọc. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc Hoàng tử học nghề ở trang 83-84. Đầu tiên, trước khi đi vào trả lời các câu hỏi thì chúng mình phải hiểu được nội dung chính của văn bản này đã. Thì văn bản này nó nói về câu chuyện về một chàng hoàng tử muốn lấy cô gái chăn cừu, nhưng cô đề nghị là chàng phải làm một nghề gì đó thì cô mới lấy cơ. Chàng hoàng tử quyết tâm học nghề là dệt thảm rơm để tạo để thành thạo và cưới được cô gái chăn cừu. Khi bị cướp và bắt nhốt, hoàng tử đã sử dụng trí thông minh và kỹ năng dệt thảm rơm của mình để gửi tín hiệu cầu cứu tới vợ và cha. Cuối cùng, nhờ vợ nhận ra được cái bức thư dệt trong tấm thảm nên hoàng tử đã được giải cứu tức thời. Tiếp theo, sau khi mà hiểu được nội dung chính rồi, chúng mình sẽ cùng với cô giáo đi trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất này, câu chuyện trên gồm mấy đoạn, tóm tắt nội dung của mỗi đoạn. Thì ở đây chúng ta thấy đấy, câu chuyện trên của chúng mình gồm 3 đoạn. Đoạn 1 là từ đầu cho đến tìm cô gái. Hoàng tử muốn lấy vợ là một cô gái làm nghề chăn cừu. Điều này khiến nhà vua rất quan ngại và cử sứ giả đến tìm cô gái đó. Đoạn 2 là từ phần tiếp theo cho đến vợ hoàng tử. Ở đây cô gái đề xuất hoàng tử cần học thành thạo một nghề trước khi kết hôn. Và hoàng tử thì quyết định sẽ học nghề dệt thảm rơm và trở nên thật thành thạo rồi kết hôn với cô gái. Đoạn còn lại là hoàng tử bị cướp và bắt nhốt, nhưng nhờ vào kỹ năng dệt thảm rơm, hoàng tử đã lừa được bọn cướp và gửi thông điệp giải cứu tới vợ. Nhà vua và quân đội đến cứu chàng và cuối cùng hoàng tử đã được giải thoát, trở về một cách an toàn nhất. Câu hỏi thứ hai, vì sao sứ giả ngạc nhiên khi cô gái hỏi hoàng tử làm nghề gì? Ở đây vì hoàng tử là con của vua, sống sung sướng từ nhỏ nên chàng không cần phải làm gì cả. Câu hỏi thứ ba, khi sa vào ổ cướp, hoàng tử đã làm cách nào để thoát nan? Ở đây khi sa vào ổ cướp thì hoàng tử đã lừa bọn cướp đem thảm chàng dệt đến để bán cho nhà vua sẽ được một món tiền lớn. Bọn cướp tin và đem rơm đến để chàng dệt thảm. Hoàng tử đã dệt một bức chỉ dệt một bức thư và chỉ chỗ của bọn cướp lên hoa văn của tấm thảm rơm đó. Câu thứ tư, vì sao hoàng tử nói với vợ nhờ có nàng mà ta thoát chết? Hoàng tử nói với vợ như vậy bởi vì vợ đã nhận ra cái nét hoa văn trên tấm thảm rơm là chính là cái bức thư mà cầu cứu của hoàng tử từng. Câu hỏi thứ năm, câu chuyện trên đem lại bài học gì cho mỗi người? Ở đây thì bài học từ câu chuyện đó là bài học về sự quan trọng của việc tự chủ và trách nhiệm cá nhân. Hoàng tử đã học được rằng là phát triển kỹ năng và độc lập cá nhân là một việc rất là quan trọng. Thay vì chỉ phụ thuộc vào vị thế hoàng tộc, anh ta đã quyết định học một nghề và trở nên tự chủ hơn. Khả năng ứng phó với khó khăn cũng được nhấn mạnh khi chàng sử dụng kỹ năng nghề nghiệp của mình để giải quyết những cái tình huống nguy hiểm một cách thật là sáng tạo. Bên cạnh đó, bài học còn nói về tinh thần là quan tâm, sẵn lòng học hỏi từ người khác. Như cô gái đã khuyến khích hoàng tử phát triển bản thân, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng và khuyến khích người khác trong việc xây dựng một cái môi trường tích cực. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.